Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh. Kết quả cần đạt. Nắm được các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh. Xây dựng được kết cấu cho văn bản phù hợp với đối tượng thuyết minh. Văn thuyết minh nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị, vân vân của một sự vật, hiện tượng, một vấn đề thuộc tự nhiên, xã hội và con người. Có nhiều loại văn bản thuyết minh. Có loại chủ yếu trình bày, giới thiệu như thuyết minh một tác phẩm, một di tích lịch sử, một phương pháp. Lại có loại thiên về miêu tả sự vật, hiện tượng với những hình ảnh sinh động, giàu tính hình tượng. Dưới đây chủ yếu nói về loại văn bản thuyết minh thiên về trình bày, giới thiệu. Một, La Mã. Kết cấu của văn bản thuyết minh. Kết cấu văn bản là sự tổ chức, sắp xếp các thành tố của văn bản thành một đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa. Người viết có thể chọn các hình thức kết cấu khác nhau, nhưng dù cách nào cũng phải phù hợp với mối liên hệ bên trong của các đối tượng, quan hệ giữa đối tượng với môi trường xung quanh và quá trình nhận thức của con người. Đọc các văn bản sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Nhân dân sinh sống bằng cấy lúa, trồng màu và có nghề đan lát rổ rá. Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa, cũng như cách nấu, đậm màu sắc hài hước dân gian. Người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng. Bắt đầu vào hội thi, trống chiêng điểm ba hồi. Các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm, làm lễ dâng hương trước cửa đình để tưởng nhớ vị thành hoàng làng có công cứu dân độ quốc. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa trên ngọn cây chuối cao. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh thoăn thoắt leo lên thân cây chuối rất trơn vì đã bôi mỡ. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên. Có người phải bỏ cuộc, người khác lại leo lên. Hoàn cảnh hết sức vui nhộn. Khi lấy được nén hương mang xuống, ban tổ chức phát cho ba que diêm, châm vào hương, cháy thành ngọn lửa. Người trong đội vót mảnh tre già thành những đũa bông, châm lửa và đốt vào những ngọn đuốc. Trong khi đó, người trong nhóm dự thi nhanh tay giã thóc, dâng sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung, được cắm rất khéo léo, từ dây lưng uốn về trước mặt. Tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội thổi cơm đang xen nhau, uốn lượn trên sân đình, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Khoảng sau một giờ rưỡi, những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo ba tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Các nồi cơm được đánh số ứng với người dự thi để giữ bí mật với ban giám khảo. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là sinh hoạt văn hóa cổ truyền, được bắt nguồn từ các cuộc trảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. Hội thi là dịp trai tráng trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội còn vang lên những trận cười hồn nhiên
sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. Với những nét đặc sắc của mình, hội thổi cơm thi Đồng Vân đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay. Theo Minh Dương, bài Bưởi Phúc Trạch. Trên các miền hoa trái nước ta có bốn loại bưởi nổi tiếng: bưởi Đoan Hùng ở Phú Thọ, bưởi đỏ Mê Linh ở Vĩnh Phúc, bưởi Long Thành ở Đồng Nai và bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh. Người sành nhìn hình dáng quả đã có thể biết được bưởi dùng nào. Nếu đúng là bưởi Phúc Trạch, thì quả không tròn, đỉnh quả không vô ra, dáng hơi dạt đầu cuốn và đầu núm. Vỏ anh ánh màu vàng mịn, không bị rỗ. Nâng trên lòng bàn tay, vỏ thấm vào da một cảm giác mát mẻ và thoang thoảng hương thơm. Chỉ dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào vỏ, xung quanh nơi ấn màu vỏ sáng lên và li ti hiện ra một lớp tinh dầu mơ hồ, thoảng mùi hương dịu dịu. Vỏ bưởi Phúc Trạch mỏng chứ không dày như nhiều loại bưởi khác. Cầm con dao sắc, gọt nhẹ. Màu hồng đào trồi lên mịn màng như má cô gái dậy thì. Gọt sâu vào một chút nữa, cái màu hồng đào ấy càng đậm hơn, càng đầm thắm hơn. Cuối cùng, dí mũi dao lên đỉnh quả, rạch dọc xuống muối, chia thành nhiều phần đều đặn, rồi dùng tay bóc. Những muối bưởi hiện ra một màu hồng quyến rũ. Tách ra từng muối, tép bưởi chen chút nhau, mọng lên, đầy ắp hương vị hấp dẫn. Dĩ nhiên là vị của nó không cay the, không chua, nhưng cũng không ngọt đậm, mà ngọt thanh. Càng ăn càng thích, ăn nhiều không chán. Chẳng mấy ai dùng bưởi cho người ốm ăn, mà thường dùng cam. Ấy thế mà ở Hà Tĩnh, người ta cố mua cho được bưởi Phúc Trạch khi trong nhà có người ốm đau. Già nua tuổi tác, người mệt mỏi, miệng khô, được ăn muối bưởi Phúc Trạch, cảm thấy tỉnh táo, dễ chịu. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thương binh được ưu tiên dành phần bưởi. Có cô gái vượt núi hàng chục km, chỉ cốt mang cho được mấy quả bưởi đến một trạm quân y. Các anh bộ đội qua làng, nghỉ chân dưới gốc đa, mấy bà mẹ gánh nước trà xanh và mang bưởi ra tiếp. Vị ngọt thanh của bưởi làm tiêu tan nỗi mệt nhọc trên đường hành quân. Trước cách mạng tháng 8, loại quả này có đem bán ở Hồng Kông và theo Việt Kiều sang Paris, được người Pháp ưa thích. Năm 1938, trong một cuộc thi Hoa Thơm Quả Ngọt, bưởi Phúc Trạch được tặng đạo sắc và kèm theo một số tiền thưởng. Ban giám khảo xếp vào hàng quả ngon xứ Đông Dương. Võ Văn Trực, tạp chí Tia Sáng, số Xuân năm 1998. Yêu cầu: A nhỏ, xác định đối tượng và mục đích thuyết minh của từng văn bản. B nhỏ, tìm các ý chính tạo thành nội dung thuyết minh của từng văn bản. C nhỏ, phân tích cách sắp xếp các ý trong từng văn bản, giải thích cơ sở của cách sắp xếp ấy. D nhỏ, nêu các hình thức kết cấu chủ yếu của văn bản thuyết minh. Ghi nhớ: khi viết bài văn thuyết minh, có thể lựa chọn nhiều hình thức kết cấu khác nhau. Theo trình tự thời gian: trình bày sự vật theo quá trình hình thành, vận động và phát triển. Theo trình tự không gian: trình bày sự vật theo tổ chức vốn có của nó, bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài, hoặc theo trình tự quan sát. Theo trình tự logic: trình bày sự vật theo các mối quan hệ khác nhau, nguyên nhân kết quả, chung, riêng,
liệt kê các mặt, các phương diện. Theo trình tự hỗn hợp, trình bày sự vật với sự kết hợp nhiều trình tự khác nhau. Hai la mã, luyện tập. Một nhỏ, nếu cần thuyết minh bài Tỏ Lòng hay Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão, anh, chị định chọn hình thức kết cấu nào? Hai nhỏ, nếu phải thuyết minh một di tích, một thắng cảnh của đất nước, thì anh, chị sẽ giới thiệu những nội dung nào, sắp xếp chúng ra sao?